con nói cho mẹ nghe coi, sao con lại đứng đây khóc rồi hả? Hôm nay làm sao, ai đắc tội với con hả? Ôi khóc nước mắt chảy ra rồi kìa hả? Làm sao? Anh làm sao? Anh làm gì con rồi? Anh không nấu thịt hộp cho con ăn hả? Rồi sao? Con lấy bát làm gì hả? Anh không bỏ cái thịt hộp vào bát cho con ăn à? Phải ý con phải không? Thôi được rồi, rồi để mẹ nấu cho con ăn.